Người bệnh tim nên ăn trái cây gì? Nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người do hiện nay bệnh tim đã trở thành một trong những cái bệnh lý có cái tỷ lệ tử vong cao nhất trong các cái vấn đề sức khỏe. Ngoài các cái phương pháp điều trị y học, các chuyên gia y tế thường khuyến khích bệnh nhân duy trì một cái chế độ ăn uống lành mạnh nhằm giảm cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch và kiểm soát cái tình trạng sức khỏe một cách tối ưu. Dưới đây là các cái loại trái cây có lợi cho sức khỏe tim mạch. Người bệnh tim nên ăn trái cây gì? Một là trái cây chứa nhiều chất xơ. Chất xơ là một cái thành phần phổ biến có mặt trong hầu hết các loại trái cây và nó đóng một trong những cái vai trò quan trọng ngăn chặn chất béo có hại xâm nhập vào máu thông qua các cái quá trình tiêu hóa. Cụ thể các cái chất xơ chẳng hạn như chất xơ hòa tan như là pectin khi mà nhập vào cơ thể nó sẽ tạo ra một cái lớp màng nhầy, từ đó hỗ trợ cơ thể giảm đi cái sự hấp thụ của chất béo có hại từ thức ăn. Và nhờ vào cái tác động này ấy, nồng độ cholesterol xấu trong máu được kiểm soát, làm giảm đáng kể nguy cơ mắc vào bệnh tim mạch, đột quỵ và suy tim. Hai là trái cây là nguồn vitamin dồi dào. Hoa quả chứa đựng hầu hết các loại vitamin thiết yếu giúp duy trì sức khỏe tim mạch, bao gồm vitamin C, E như là bưởi này, cam, quýt, dưa. Đây là những cái loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn chặn tổn thương từ các cái chất oxy hóa và gốc tự do. Ngoài ra thì chúng ta còn cải thiện được chất lượng mạch máu và tăng cái khả năng co bóp của tim mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động của hệ tim mạch. Vitamin nhóm B như là chuối, nho, kiwi. Các loại vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch khỏi nhiều cái vấn đề trong suy tim, đột quỵ, bệnh tim bẩm sinh và thiếu máu. Đặc biệt chúng có cái tác động tích cực đối với lại sự phát triển của hệ thống tim mạch ở thai nhi. Việc mà thích hợp hoa quả và cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày có thể là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch và giúp duy trì một cái hệ thống tim mạch khỏe mạnh. Trái cây cung cấp khoáng chất cho tim mạch, khoáng chất kali, magie và canxi cũng đóng cái vai trò tích cực đối với lại sức khỏe của hệ tim mạch. Kali chẳng hạn giúp ngăn chặn cái rối loạn nhịp tim và ổn định huyết áp. Magie và canxi đảm bảo được cái sự hiệu quả trong cái quá trình co bóp của tim và vận chuyển máu đến khắp cơ thể. Các cái khoáng chất này được tìm thấy trong nhiều loại quả như là chuối này, cà chua này, bưởi này, lựu, dưa hấu, tạo nên một cái nguồn dồi dào và đa dạng cho chế độ dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Người bệnh tim mạch nên ăn trái cây gì? Thứ nhất, táo. Lợi ích của táo cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tim mạch nói riêng đã được biết đến từ lâu. Táo là một cái nguồn cung cấp dầu chất xơ, chất chống oxy hóa và chất polyphenol tốt cho tim mạch. Đặc biệt có nhiều nghiên cứu cho rằng thói quen thường xuyên ăn táo có thể là giảm cái tỷ lệ mắc bệnh tim mạch. Nguyên nhân được chỉ ra là nhờ hợp chất polymeno có cái tác dụng làm cho giảm cholesterol có nhiều trong vỏ táo. Ngoài ra thì ăn táo thường xuyên cũng giúp cải thiện được cái khả năng nhờ vào các hợp chất khác có trong thành phần của quả táo như là eficatenchin, phornazin B1. Thứ hai là đu đủ. Vitamin E, C, K, kali và magie là những cái dưỡng chất có hàm lượng cao trong quả đu đủ. Chúng giúp chống lại viêm nhiễm, kiểm soát nhịp tim và nồng độ cholesterol trong máu, từ đó thì phòng ngừa suy tim, hạ huyết áp, ung thư. Vì vậy, ăn đu đủ thường xuyên có thể giúp bạn duy trì được sức khỏe tim mạch lâu dài. Thứ ba, cam và các loại trái cây có múi đều sở hữu hàm lượng cao vitamin C giúp chữa lành các cái tổn thương trong tế bào, cải thiện chất lượng mạch máu. Ngoài ra, cam cũng rất là giàu chất xơ bão hòa, có công dụng kiểm soát mỡ máu, đặc biệt là nồng độ cholesterol xấu. Do đó, bổ sung vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bạn tối ưu cái chức năng tim mạch và tránh các cái bệnh lý nguy hiểm như là tắc nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Thứ tư, dưa hấu là một trong những cái loại trái cây tốt cho tim mạch vì sở hữu hàm lượng cao chất xơ vitamin A, C, magie và đặc biệt là lycopene. Đây là một trong cái chất chống oxy hóa mạnh mẽ và có tác dụng bảo vệ mạch máu khỏi các cái tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Nhờ vậy, máu được lưu thông hiệu quả, chức năng tim mạch bảo toàn và thực hiện tối ưu. Thứ năm, bưởi. Theo nghiên cứu
cứu ăn bưởi hàng ngày giúp cải thiện chỉ số huyết áp và nồng độ cholesterol trong máu, bởi lẽ ngoài quả này ấy chứa nhiều chất xơ, vitamin C và các cái chất chống oxy hóa có tác dụng hạ huyết áp và điều chỉnh mỡ máu hiệu quả. Do đó, việc hấp thụ bưởi thường xuyên có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, đẩy lùi tình trạng cao huyết áp, xơ vỡ động mạch. Thứ sáu, quả đào. Quả đào chứa đầy đủ các cái dưỡng chất thiết yếu để duy trì sức khỏe tim mạch như là chất xơ, vitamin A, B, E, C, K, kali, canxi và carotene. Là những cái chất này sẽ góp phần lớn trong việc hỗ trợ chức năng tim mạch, bảo vệ tuần hoàn khỏi tổn thương, viêm nhiễm và cholesterol có hại. Vì vậy, đào sẽ là một trong các cái loại quả rất là tốt cho tim mạch, phù hợp với cái chế độ ăn hàng ngày của mỗi người. Các mẹo khác để bảo vệ sức khỏe tim mạch, bên cạnh cái việc mà tiêu thụ các cái loại trái cây tốt cho tim mạch ấy, thì bạn có thể là áp dụng một cái số mẹo sau đây để mà cải thiện cái chế độ dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe tim mạch và mạch máu. Kiểm soát được cholesterol trong máu thì cái chỉ số cholesterol có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Do đó, hãy kiểm soát lượng cholesterol bằng cách hạn chế ăn đồ chiên rán, mỡ động vật và tăng cường hấp thụ chất xơ. Hạn chế lượng đường, đường cũng là thành phần mà bạn nên hạn chế để mà bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bạn có thể là cắt giảm lượng đường trong thực đơn hàng ngày, đồng thời sử dụng đường bột phức tạp thay vì đường tinh chế thông thường. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái việc mà kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp bạn nắm bắt được các cái chỉ số huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó thì điều chỉnh kịp thời để mà duy trì chất lượng hệ tim mạch. Kiểm soát cân nặng đối với lại người bệnh đái tháo đường, béo phì, giảm cân và giảm mỡ sẽ là một trong những cái phương pháp tối ưu để phòng ngừa các cái bệnh chứng tim mạch nguy hiểm. Bạn hãy tham khảo các cái ý kiến của bác sĩ để có thể là có một cái kế hoạch giảm cân hiệu quả, lành mạnh. Ngủ đủ giấc, ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng trên một ngày sẽ giúp cho tim mạch hoạt động hiệu quả, máu được lưu thông khắp cơ thể, tránh cái tình trạng thiếu máu, rối loạn nhịp tim. Bỏ thuốc lá và thức uống có cồn. Thuốc lá và rượu bia chính là cái tác nhân hàng đầu gây ra các cái bệnh lý tim mạch và ung thư. Vì vậy, bạn nên từ bỏ hoàn toàn cái thói quen tiêu thụ chúng để bảo vệ tim mạch và sức khỏe toàn diện. Nếu mà mọi người có bất kể cái câu hỏi nào thì có thể là comment xuống bên dưới cái video này. Tôi sẽ làm tiếp những cái video để trả lời cho mọi người. Hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.